Xin chào các bạn. Honda HR-V hoàn toàn mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Honda HR-V có hai phiên bản là 1.8G và 1.8L với cái giá bán đề xuất từ 766 đến 871 triệu đồng. Đây là cái phiên bản 1.8L cao cấp nhất mà lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Thì với cái giá bán như vậy thì Honda HR-V hoàn toàn mới có giá cao hơn đối thủ gần nhất là Hyundai Kona lên tới 140 đến 150 triệu đồng. Rõ ràng là cái mức giá này sẽ khiến nhiều người băn khoăn nghi ngại và khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Honda Việt Nam thì Honda HR-V hoàn toàn mới có rất nhiều điểm độc nhất trong phân khúc, tạo ra một giá trị cạnh tranh rất lớn. Do đó cái mức giá mà họ định lên hoàn toàn hợp lý. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những cái khác biệt của cái chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ này như thế nào so với đối thủ cùng phân khúc. Thứ nhất, chúng ta có thể nói về mặt thiết kế tổng thể của xe. Tổng thể của Honda HR-V là một cái thiết kế SUV đô thị cỡ nhỏ nhưng lai theo hướng coupe với những cái trang bị rất là hiện đại. Ở phần đầu xe, phần lưới tản nhiệt hình cánh chim rất vững chắc. Càn trước cùng màu với thân xe trong khi bản thấp cấp hơn là màu đen. Đặc biệt nhất đó chính là cái cụm đèn pha, đèn full LED với đèn dài chiếu sáng ban ngày và đèn sương mù đều là full LED. Đặc biệt ra lần nữa là cái đèn pha này còn là đèn pha cảm biến ánh sáng, có thể tự động bật tắt theo cái ánh sáng. Đây là một cái tính năng rất cao cấp mà đối thủ cùng phân khúc chưa hề được trang bị. Ở phía thân xe thì Honda HR-V cũng có khá nhiều những điểm đặc biệt. Thứ nhất, chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là cái la răng của xe. La răng được cái thiết kế dạng 5 chấu rất là mỏng với cái viền đen mà chúng ta nhìn từ xa chúng ta chỉ thấy những cái viền trắng rất là đẹp và mỏng, lạ mắt. Mâm này là mâm 17 inch với cái kích cỡ là 215/55 R17. Đó là cái cỡ lốp. Ở thân xe nữa cùng với đó nữa là cái gương chiếu hậu cũng dạng tích hợp đèn báo rẽ dạng LED. Chỉnh điện gập điện. Tay nắm cửa mạ chrome. Đặc biệt cũng là chìa khóa thông minh nhưng mà trên Honda HR-V hoàn toàn mới này thì có thêm cái tính năng là có tự động khóa cửa khi rời vùng cảm biến. Đây là một cái tính năng rất an toàn nếu chẳng may bạn đi ra khỏi xe mà lại quên khóa cửa, bấm nút bấm như đối với xe khác. Đặc biệt ở phía sau xe chúng ta sẽ nhìn thấy là cái thiết kế độc đáo trong phân khúc, đó là cái thiết kế giấu tay nắm cửa. Tức là tay nắm cửa phía sau được đưa lên phía trên mà chúng ta có cảm giác như là đây là một chiếc xe coupe hai cửa chứ không phải là bốn cửa, năm chỗ ngồi. Thiết kế vuốt về sau làm cho chiếc xe nó cảm thấy thể thao. Và đây là cái phong cách cũng rất độc đáo trong phân khúc. Chưa hết, nếu chúng ta nhìn lên trên chúng ta có thể thấy đây là một cửa sổ trời toàn cảnh cũng trang bị duy nhất trong phân khúc. Các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Kona thì chưa có. Với anten hình cá mập cũng rất là đẹp. Chúng ta tiếp đến với phần đuôi xe. Một cái thiết kế đuôi xe cũng hoàn toàn là khác biệt, được mở rộng ra phía sau. Cụm đèn hậu full LED với cái thiết kế rộng rãi. Đèn phanh trên cao dạng LED. Không chỉ có camera lùi ba góc quay mà phiên bản cao cấp nhất này cũng có cả cái cảm biến phía sau. Rất nhiều 1, 2, 3, 4 cảm biến giúp cho cái việc đỗ xe rồi là tránh được cái va chạm đối với các cái chướng ngại vật khi lùi xe. Đây là những tính năng rất hữu ích mà Honda HR-V đều được trang bị. Phần cốp sau của xe cũng được đánh giá là rộng rãi hàng đầu phân khúc. Mặc dù thiết kế vẫn là cái cốp đóng mở bằng tay chứ chưa thể đóng mở điện như đàn anh Honda CR-V. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là ở ngoại thất của xe nó có khá nhiều cái điểm khác biệt so với đối thủ cùng phân khúc. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tiếp xem nội thất của xe có gì. Tiếp tục là một sự khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc. Khi Honda HR-V hoàn toàn mới cho một cái không gian rất là rộng rãi so với các đối thủ cùng phân khúc. Không chỉ có cái chiều dài lớn hơn mà cái chiều dài cơ sở của Honda HR-V cũng lớn nhất phân khúc, chiều cao cũng vậy. Đấy là cái lợi thế của Honda HR-V về kích thước, về thiết kế.
Nhìn tổng thể chúng ta có thể thấy cái thiết kế của nội thất HRV khá là hiện đại với tập trung hướng vào người lái. Những cái trang bị, nói về trang bị, những cái trang bị lần đầu có trong phân khúc, ví dụ như điều hòa tự động hai vùng mà có thể điều chỉnh cảm biến được. Đây là trang bị mà các đối thủ cũng chưa có. Không chỉ như vậy thì chúng ta thể nhìn thấy trên cái bệ trung tâm này hai cái tính năng mà cũng đối thủ cùng phân khúc ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có, đó là phanh tay điện tử và chế độ giữ phanh. Đây là những cái tính năng rất là tiện lợi, đặc biệt chúng ta có thể đi khi mà đường phố đông đúc, chúng ta không cần phải nhấn phanh, giữ chân phanh làm gì. Nhưng mà khi gặp đèn đỏ, chúng ta chỉ cần sau khi mà nhấn nút giữ phanh, chúng ta phải đạp ga là cái tính năng này được giải thoát, và như vậy là rất là dễ dàng trong việc điều chỉnh thuận lợi. Cùng với những cái tính năng khác, chúng ta có thể thấy màn hình cảm ứng 6,8 inch, khởi động nút nhấn. Trên vô lăng của xe chúng ta có thể thấy đây, những cái thiết kế đúng theo phong cách thể thao với cái vô lăng nhỏ gọn bọc da, tay cầm rất là thoải mái và đặc biệt là có lễ chuyển số. Cái lễ chuyển số này thì nhiều người cho rằng là chúng ta ít sử dụng, nhưng sử dụng là rất là tiện lợi, không chỉ có khả năng là giúp ta vượt xe tăng tốc khi cần thiết, mà còn khi mà chúng ta đổ đèo, những cái lễ chuyển số để chúng ta có thể chuyển sang số tấu tay ảo, giúp tiết kiệm nhiên liệu rất là thuận lợi. Đấy. Ngoài cái lễ chuyển số thì trên vô lăng còn tích hợp các cái phím điều khiển âm thanh, rồi là hệ thống kiểm soát hành trình. Đấy, những cái kiểm soát hành trình cruise control giúp giảm tiêu hao nhiên liệu. Đặc biệt về mặt trang bị của Honda HR-V còn có những cái điểm nhấn như chế độ lái eco, hay là các cái màn hình có thể điều chỉnh màu ánh sáng theo cái mức độ tiêu hao nhiên liệu để cảnh báo và tạo ra thói quen tiêu hao nhiên liệu tốt cho người lái xe. Những trang bị đáng chú ý khác như là ghế da chỉnh điện 8 hướng. Ở bên ghế phụ này thì là vẫn là chỉnh tay, trong khi đó ghế lái thì là chỉnh điện 8 hướng, rất là tiện lợi. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, gương chiếu hậu chống chói bên trong, hộp số tự động vô cấp ứng dụng công nghệ Earth Dream. Đây là ở cái vị trí người lái. Bây giờ cùng chúng tôi khám phá cái hàng ghế sau. Ở vị trí người lái, chúng tôi đã điều chỉnh rất là ngồi rất là thoải mái. Vâng, sau khi điều chỉnh cái vị trí ghế lái ở tư thế ngồi thoải mái nhất thì tôi đang có mặt ở hàng ghế thứ hai của chiếc Honda HR-V hoàn toàn mới. Như các bạn có thể nhìn thấy này, một cái khoảng để chân vô cùng rộng rãi. Một người cao gần 1m7 như tôi với cái khoảng cách để chân lên tới gần khoảng đâu đó 25 phân. 25 phân rõ ràng là một khoảng cực kỳ rộng rãi, và theo tôi được biết thì khoảng để chân này tương đương với chiếc xe đàn anh là Honda CR-V, và tất nhiên là rộng rãi nhất trong phân khúc rồi. Không chỉ có chiều dài cơ sở hơn mà khoảng để chân rộng rãi nhất trong phân khúc, không tìm thấy. Theo Honda Việt Nam thì cái sự rộng rãi này có được nhờ cái thiết kế hướng tới cái hành khách, và đặc biệt là cái bình xăng được để ở giữa xe. Đó. Nhưng sự đặc biệt của nội thất và hàng ghế sau này không chỉ nằm ở cái khoảng để chân rộng rãi mà chân còn cao, và đặc biệt đó là cái thiết kế Magic Seat với 3 chế độ. Khác với Honda ra thì có 4 chế độ, thì Honda HR-V 2019 hoàn toàn mới này có 3 chế độ là chế độ bật dài, chế độ tiện dụng và chế độ bật cao. Rất là thú vị, chúng ta hãy chứng kiến. Chúng ta có thể ngả xuống để thực hiện để cái chế độ bật dài theo cái hướng đằng trước. Đây, toàn bộ không gian này thì là chúng ta sẽ là cái chế độ tiện dụng với khoảng không gian rất là rộng rãi. Đối với khi mà cần chuyên trở vật cao, chúng ta có thể sử dụng cái chế độ vật cao mà cũng rất độc đáo, duy nhất trong phân khúc. Đó, chúng ta có thể dựng ghế lên và cái vật rất là cao, lên tới hơn 1m. Hoàn toàn có thể chứa những cái vật cao như là chiếc quạt cây hay những chiếc tủ lạnh. Rất là độc đáo. Chất liệu ghế da mềm mại và rất là cao cấp. Trái tim của Honda HR-V hoàn toàn mới đó là khối động cơ 1.8 lít cho công suất cực đại 141 mã lực và mô men xoắn 172 Nm. Cả hai phiên bản cùng sử dụng khối động cơ này, và theo cái tính toán của Honda Việt Nam đã được
Cục đăng kiểm công nhận thì mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ở đường hỗn hợp của chiếc xe này dừng ở khoảng 6,7 lít trên 100 km. Đây là một mức tiêu hao nhiên liệu cũng khá ấn tượng và tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ. Đi cùng với cái thiết kế độc đáo, trang bị cũng cao cấp hàng đầu phân khúc thì Honda HR-V hoàn toàn mới còn có những cái trang bị an toàn rất là đầy đủ và cao cấp. Ví dụ có thể kể đến những cái trang bị như là đèn pha tự động, rồi là cảm biến gạt mưa tự động, phanh tay điện tử, chế độ giữ phanh, camera lùi với cảm biến lùi. Cùng với đó là các hệ thống an toàn chủ động như hệ thống cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp hay là kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đổ đèo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bản cao cấp này có tới 6 túi khí, vân vân và vân vân. Rõ ràng, theo tôi, với sự thiết kế độc đáo, thương hiệu Nhật nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, thì Honda HR-V hoàn toàn mới có rất nhiều cái lợi thế so với các đối thủ cùng phân khúc, mà chính xác ra là những cái đối thủ cùng phân khúc chưa có thể có những cái trang bị và thiết kế như vậy. Đối thủ trực tiếp xứng tầm nhất của Honda HR-V này phải kể đến như Mazda CX-3 hay Toyota CHR, nhưng mà những cái sản phẩm này vẫn chưa có mặt tại Việt Nam. Là mẫu xe tiên phong trong phân khúc B SUV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, Honda HR-V đang được khách hàng rất quan tâm và mong chờ. Ngay từ khi ra mắt, mẫu xe này đã nhận được những phản hồi tích cực với doanh số lên tới 1,8 triệu xe trên toàn cầu, đặc biệt các thị trường như Trung Quốc, châu Á Thái Bình Dương rất ưa chuộng. Mẫu xe này cũng đạt nhiều giải thưởng danh giá như chiếc subcompact SUV đáng tiền nhất năm 2018 tại Mỹ theo US News World Report, hay là mẫu xe crossover của năm 2017 tại Malaysia và Thái Lan theo ICA Asia People Choice Award. Top 10 xe có doanh số bán tốt nhất thế giới nửa đầu năm 2018 theo Zato Dynamic. Mặc dù gặp bất lợi về cái giá bán khá cao, nhưng Honda HR-V lại sở hữu cái thiết kế và rất nhiều trang bị cũng như an toàn vượt trội trong phân khúc. Rõ ràng Honda Việt Nam có cơ sở để tin vào cái mục tiêu bán hàng lên tới 1.000 xe trong 6 tháng tới. Mặc dù cái mục tiêu này khiêm tốn so với thủ, nhưng những cái độc đáo, những cái thế mạnh của Honda HR-V khiến tôi tin tưởng rằng mục tiêu này hoàn toàn khả thi.